Vụ Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân và các bị can nói gì về tung tích của Diễm My? Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an thông báo ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở khác, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cơ quan công an đề nghị ai phát hiện Võ Thị Diễm My với thông tin như trên thì báo ngay về địa chỉ số 76 đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693 609 113 hoặc 0842 728 599, gặp điều tra viên Đoàn Minh Hoàng. Về lý do, theo cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An, gia đình Diễm My có đơn cầu cứu đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này. Đồng thời, trong quá trình điều tra vụ án, ngành tố tụng tỉnh Long An cũng xác định Diễm My có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Thời gian qua, dư luận cho rằng Diễm My đã tạm lánh để sinh con và cha của đứa bé là một trong những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận vì hiện không ai biết được hành tung của Diễm My. Do đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Diễm My cũng một phần để làm sáng tỏ thông tin này. Kể từ khi phát thông báo truy tìm Diễm My, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được thông tin liên quan gì đến cô gái này. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, thời gian qua cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can khác ở Tịnh Thất Bồng Lai cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng chưa có kết quả. Ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn tin chia sẻ, vị lãnh đạo cũng cho biết, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra. Việc cơ quan công an tìm kiếm Diễm My chỉ để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ án, ngày 12 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cao Thị Cúc là chủ của khu đất nơi có căn nhà được ông Lê Tùng Vân tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai rồi thiền am bên bờ vũ trụ. Bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Trước đó, 4 bị can tại Tịnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố cũng về hành vi trên, gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. 4 bị can này được gia hạn thời gian điều tra đến tháng 6 năm 2022, trong đó Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam.